Dạ, tôi xin chào quý bà con cô bác anh chị trở lại với kênh Tôi Người Miền Tây. Dạ, tôi xin chúc quý bà con cô bác anh chị mình thật nhiều sức khỏe nha. Thì sau khi ăn cơm xong thì bây giờ các anh bắt đầu là chuẩn bị là tiếp tục là lên cây nha cô chú anh chị. Thì đầu tiên là có một cái khúc cây nó bị rớt xuống xong thì anh em xúm lại là lôi lên. Cột vô lấy xe kéo lên, xe lo lên được ạ. Thì khoảng 20-30 người, cái số lượng người đông vậy của chú anh chị làm mới nổi. Đó, thì chuyến này là chắc được khoảng 10 bộ cột, và tất nhiên là cắt được khoảng 10 cái nhà đó cô chú anh chị. Trong đó là có những luôn những cái gốc bự bự đó là mình cắt ra, ra mình sẽ xẻ ra dán luôn, cột kèo xiên luôn đầy đủ những cái cây mà vừa cây này vậy là mình có thể là mình xẻ ra dán ngang 4m, thì cái nhà ngang 4m thì các chú cũng cắt ngang 4m1 đến 4m2 đó cô chú anh chị, là để là để cho nó vừa luôn một cái nhà như vậy luôn, bề ngang vậy đó. Lên cái này là có xe tải cho tiếp luôn, chưa vô số đường nữa, vô đợi ngày thắng tài mới, tài mới bật cái bằng mới mua đó, lên đó, lên đó, lên đó. Dân này dân này thôi, lên rồi. Vậy kêu đi học đi không chịu đi mua. Đó kêu đi học đi không chịu. Nhóc tới thâu dây lại. Một hai ba lên đây. Nó gài vô cái gốc cây rồi. Xeo nó nhẹ, lấy cái đòn bắn nhẹ lên. Lên đó, lên đó. Bây giờ 5-7 người leo lên xe ngồi dần xuống thôi. Chở một mớ lên. Lấy tay ra đi. Cái này coi. Quất luôn. Rõ ràng khúc nữa, còn mấy khúc nữa. Đúng chưa được đâu. Còn lên bờ thì được rồi. Đưa lên xe trước đây cho nó dặn xuống. Đúng bài rồi đó. Đúng bài rồi, đúng rồi, bây giờ sẽ để lên dần xe lại luôn, là kéo lên hết luôn. Rồi nổi không, lên đầu trước rồi trời, bộ tính lên hai đầu lượng luôn hả vậy trời. Lên đầu trước á, lên đầu lên hai đầu lên sao nổi trời. Lên đầu này lên đầu, đầu nào lên một đầu một trước à. Thì mình lên đầu đó lên mấy ơi. Lên ở đây. Bên ra. Được mà. Anh kia lăn phi như ấy. Đúng rồi, cây này là một cây lăn phi lên rồi đó. Một cây
lên 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 đầu nào cũng được hết đó, đầu nào nhẹ là lên rồi đó. Lên đầu nào? Đầu nào? Lên luôn hả vậy? Lên luôn. Chắc là nổi không? Ôi trời, sao chén vô được? Không nổi đâu. Trời ơi trời, giỡn hoài mấy ông. Lấy dây á, kéo lên tiếp. Vô dây đi. Có thấy hả? Vô dây đi, ở trên đây 3-4 người lên đây kéo tiếp nè. Đường tới rồi đó. Không kè nó chịu nổi không? Bắn cái đầu đó ra. Con cây một mà nãy giờ muốn hết cơm đó. Bởi vậy. Không, không có mấy cái cơm là rồi tiêu rồi. Bây giờ con tới mình xuống để cái ông kia đi tiếp mình để không được. Không phải bên đây à, bên kia ngồi đâu chịu. Hai chiếc xe lôi lên được mà. Lại thằng này nằm dưới nước. Cái này đó. Tiếp mình mấy ơi. Lăn đây lăn qua. Rồi vậy được rồi. Còn cây nữa vậy, lên cây nữa hả? Lên luôn, còn với hai ba khúc chứ. Tại vì lặn qua đây chút xíu nữa. Nè, dọn nghe. Cái này mấy ơi. Dọn nghe, dọn nghe. Mà anh nói xuống lúa luôn á. Kéo cái đầu này lên. Rồi. Cái đầu này đóng bẩn lại. Lại đây đóng cái bẩn giùm em. Được rồi, ông muốn đi. Gãy gãy lỡ rồi, gãy hả? Giạt á, lăn là giạt luôn á. Rồi, 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 ok. Vậy là cứng rồi. Lên. Rất là cực khổ nha bà con. Không phải. Hồi nãy mấy ông để mình lên, tôi vác lên được quá. Rồi đỡ đi, tôi vác cho. Mấy ông ôm lên đây đi, tôi vác lên cho.
Mơm lúc này đi gì chứ đừng có lật luôn. 2, 3. Vô. 3, 2, 3. Lên. Chưa chưa. 2, 3. Lên. Bây giờ anh kết nhậu nếu không lên nha. 2, 3. Lên. Lên luôn. Ủa, quá đã rồi. Lên luôn. Lên luôn hả? Lên luôn. Rồi, xuôi xuôi lên anh. Rồi, cho nên anh đâu? Cho lên đây. Này có sao không? Xe luôn. Rồi, xuôi đi. Rồi, mà sao vậy? Rồi, được cho. Ở mé cho. Ở mé lên luôn. Này, luôn. Đi nhà. 1 2 3. Dạ. Thằng qua. Thôi vậy đi, thôi vậy đi. Đây. Đội 200 không lên. Có khúc trăm ông vàng nó đẹp quá ha. Thẳng gan lỗi ra tới ngoài da luôn à. 2, 3, lên. Ồ, dễ ăn quá. Cô cái đó bỏ rồi. Con đó đó đó, con đó. Sao mà xuất ra được? Cơm dưa ở đây đó là phải đem đồ này đem ăn. Không có đem cái gì theo trời luôn. Mạnh mạnh châu bén cài. Đem cái cây bị lớn là bả cũng gãy rồi đó. Vô luôn. Ừ, nó đang nặng. Đang nặng rồi. Ừ. Ừ. Bây giờ ông mời dứt dưới định là không buông nó qua. Không sao nắm cũng nổi hết đó. Cái này là một vô xe lo tới được nè. Không được. Không được. Cũng phải cho cái đầu lên mới được. Chứ nó không nó đi dưới mà. Đầu nè. Đầu nè. Lên lên cái đầu cái đi. Ừ, làm sao làm đi gan. Đầu nè. Cái xe là thua. Vô. Vô. Lên. Vô. Lên. Lên. Nè. Lên. 2, 3, lên. Ơi ba lên. Trời sao mà không lên sao, rồi. Sao té cho kìa trời. Xe quá vậy, coi kỹ lên coi. Lên. Kéo tới mình được, kéo lên đi, kéo đẩy, kéo tới mình được. Kéo đẩy, chạy tới đi. Kéo tới lên rồi. Kéo lên này ra. Kéo đẩy, chạy tới đi, lôi lên. Lôi lên này là được rồi. Xe đẩy tới đi, tới đi, tới đi bác tài ơi. Đấy, bóc cái đầu qua đi. Xong đi. Rồi bỏ vô xe lo đi. Quay xe đi luôn đó. Rồi rồi. Trời ơi trời. Tài xế chạy mà không chỉnh nha, té chết luôn. Vô sườn á, coi sườn xe. Sức cản hả? Vô sườn vô dạng xe á. Cột vô cái đùi á. Cây nó bền á. Đúng rồi, đúng rồi. Ông nào đang đi chống chạy kìa, ông nào lấy cái bánh tôi kìa. Rồi chưa? Rồi tới đi, tới đi. Từ từ thôi. Tới đi, tới. Chả
chạy lên gai số 1, gai số 1 từ 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 thôi. Lấy vợ ra ông Mười ơi. Rồi ra lại tháo dây. Lâm Phi nổi không? Lâm Phi đi, Lâm Phi đi. Chơi luôn hả? Đầu lúng lên này kéo ngang. Rồi qua đây nè, con Chi tập ngang chứ cái lỗ này. Được không? Lâm Phi nãy đi không? Chưa. Trời ơi. Mà anh sùng thế ớn trận. Hai ba lên. Hai ba lên. Lên luôn trận. Hai ba lên. Quá dữ rồi. Quá tài dữ rồi. Quá dữ rồi. Kéo lên luôn tại. Không được, cái đó cổ. Cổ hả? Đi đâu rồi? Lại lên luôn không? Nè, súng nè, tay nè, chân nè. Sao nè, sao nè. Ôi, nhẹ luôn. Đấy rồi, đi đâu rồi? Chẹo lại nha. Quá còn hai lóng nữa hả? Rồi lên bờ chứ nước sao cưa? Khỏi cưa luôn mà, khỏi sao cưa luôn. Khỏi luôn. Bẻ luôn. Mấy cưa là phải làm thì có đâu. Khỏi. Lên nè. Khỏi mấy cưa luôn, bẻ luôn. Khỏi nước luôn, khỏi nước luôn. Mình nữa. Quay luôn. Quay đi. Tháo đi cũng đẩy được à. Tháo đi đẩy vô à. Rồi kéo dây ra đi, kéo dây mượn, lên. Lên. Lên, đẩy nó nhẹ. Lên. Rồi ok. Không đâu à. Đưa dây đi. Lên luôn. Tay luôn. Con dây xuống chết cho nó nhỏ hả? Nó gấp mấy tụi rồi.
Biết luôn ai? Biết nữa luôn. Lên. Lại 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 trời ơi. Tới đi ông Tài ơi. Bác Tài này chảy phải dịnh cho kỹ mới được kìa. Giật dữ lắm. Và chạy chạy khỏi vòng vòng lớp. Đã gì đâu quá hả? Quá đẹp, thoải mái. Khỏe ghê như gà kéo xe. Khỏe ghê như bò kéo xe. Vậy chứ mà mình mấy chục người cứ nói đó trời. Đã dữ rồi trời. Chạy đi chạy đi. Gần mà, đường gần mà. Cậu lên được. Kéo lên. Được hai con bự đó là khỏe trong mình hả? Được chơi đầu tiên. Lúc nãy thì ngồi thì than hai con bự thì sao trời có mới chạy vô cái đội. Đội hai rồi quá. Đội hai mà tiên hả? Chơi đội hai mà chứng tử. Chiến này. Chung ơi. Có máy cài rồi hết nổi rồi. Đi nè em ơi. Làm cho anh em tập hợp. Đi lên. Quan rồi, quan nghỉ. Dạ giờ này cũng khoảng 2 giờ trưa nghe bà con cô bác, vì anh em cũng hết nổi rồi. Thì có cái chiếc máy cài này vô thì rất là mừng nha bà con cô bác. Tại vì là cứ sợ là cái khúc cây bự này là không khiêng lên nổi thôi, thì được cái máy cài này thì rất là đơn giản luôn. Nó khúc cây này mới cài nó kéo mới kinh đó. Chứ không thôi là để không biết làm sao mà lên nổi cái khúc cây này luôn á. Nãy giờ là sợ không á? Sợ là khiêng không nổi không à, bây giờ quá mừng rồi hả? Đúng rồi. Hết nổi luôn. Bởi vậy khúc nãy chưa được phân nửa khúc này nữa mà hả rồi. Thì bây giờ để cho máy cài nó lôi. Đây. Vô rất là nhẹ nhàng luôn. Vô rồi. Vô luôn. Xíu nữa đi. Quá đẹp. Chuẩn không cần tránh. Bự nhất trong bài à? Hết rồi. Tự động có cái thằng này không biết nó sống trước hay là tại nó mau lớn không biết.
Tú quá mau bự rồi. Đây. Trời ơi, nó xuống nó khỏe kìa. Cái này nếu như mà mình leo lơ mà khiêng lên được chiếc xe tải là khoảng 20 người. Ôi, sao ăn nổi? Sao ăn nổi vậy? Lên từ đầu á. Rồi, rồi, rồi. Lên từ đầu đẩy thế lên. Dạ. Cổ cái là đẩy đi chạy vòng vòng nó rớt. Mày lên, lên, lên. Mày lên. Lên. Đó, rất là nhẹ nhàng. Rồi, giật. Rồi, giật. Trời ơi, như là mình nắm mình kéo trời chơi vậy đó trời. Như là đồ chơi vậy đó, bà con cô bác nè. Không. Như đồ chơi vậy đó. Khúc này nãy là hạ xuống không là muốn khô một cổ luôn. Như đồ chơi vậy đó. Thì có cái máy cài cũng đỡ lắm bà con cô bác. Đó, đủ tiện nghi. Leo lên nữa 3-4 người, 20 người leo lên đó cỡ bình thường đó. Dạ thì hôm nay Thái đi cắt cây để cưa cây để các nhà từ thiện cùng với mấy chú từ thiện của chú anh chị. Một số cây thì để các nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, bà con nghèo. Một số cây thì các chú sẽ cưa như khúc này đây, rồi sẽ làm củi để làm nấu cơm từ thiện nè, rồi nấu thuốc, làm sấy thuốc cho nhà thuốc nào mới có chú anh chị. Dạ thì video của Thái đến đây cũng xin phép được kết thúc nha. Dạ xin chào và hẹn gặp lại quý con cô bác mình vào video tiếp theo. Dạ xin chào.